Rồi, xin chào cả nhà. Elina với chị Hai mới vừa tới chợ Noel, chợ Giáng sinh nhỏ ở gần nhà. Đó. Bữa nay ba đi làm, anh ba thì đi đá banh, chỉ có ba mẹ con mình đi dạo thôi. Ê, mẹ đây. Quy quy một hồi mình phải đi dạo chợ trước, mình coi có gì. Xong rồi hồi mới mua chứ, mới vừa tới là đòi mua rồi làm sao. Đó, bây giờ mình đi dạo. Cái chợ này nhỏ thôi nha, gần kế bên nhà. À, vô coi chợ Giáng sinh gần nhà. Kìa bên kia hồi mẹ qua mẹ cho tuột tuột bên kia. Đó, mình kia coi người ta bán gì nha. Làm. Wow, vô đi nè. Thấy cái này người ta làm dễ thương không? Đó, người ta bán mấy cái này, những cái đồ để Giáng sinh. Hoa đẹp. Thì giữ lý ai luôn đi. Có đơn, có nhạc, có chiếu là thấy không? Đó. Chưa? Đó, nhộn nhịp không khí Giáng sinh của anh Pháp. Quá thì vô đi nè. Nó dẫn em nó đi giới thiệu này kia kia nọ đó. Cái cây này là cây gì mà Noel là phải có đó nè. U á, à, tên là u à? À cái u bụt. À nè, đó là ta để này, ta bán cái này. À quá. Bữa nay trời mưa hồi sáng bởi vì nước. Đi cẩn thận nước nha. Bên đây người ta bán đồ ăn. Đó. Enfin, quand je voulais un bas de bois, il y en a déjà à la maison, il n'y a pas de côté. Mais je sais pas, je pars tout. Non. Ça, c'est bon. Je vais manger du boulot. Attends. Elina gặp ông già Noel. Merci à ba. Chưa, Elina gặp ông già Noel thấy chưa? Không? Chợ này cũng bự chứ, nói nhỏ gần nhà vậy chứ cũng đi được mấy vòng á, bên kia nữa kìa. À, đó nữa. Ta bán những cái đồ để trang trí Noel. Mẹ chị em nó đi nhìn coi. Bán đồ ăn, bán đồ trang trí. Ở bên kia thì có một dòng cho con nít chơi. Làm một cái dòng để mừng Noel. Đó, trang trí. À, để cho ai muốn đứng vô đó chụp hình thì đứng. Đó. Cái nhánh thông thiệt đó. Làm dễ thương mà. Nè. Nhánh thông thiệt mà, gắn vô. Bánh của Noel. Bánh truyền thống. Này đồ chơi mà như đồ chơi cũ quá vậy phải không mày Melody? Đồ cũ phải không con? Đồ chơi. Cái này cái gian hàng đồ móc len. Đồ len ta tự đan tự móc đó. Đó.
Này ở cái bên nhà mình cả nhà, lái xe ra 5 phút à. Ngày mai mình mới đi chợ Noel lớn ở ngoài phố nha cả nhà. Chợ đó thì lớn dữ lắm. Chợ này chỉ nhỏ kế bên thôi. Mấy cái dòng mày đẹp. Dòng mùi quế. Này là giấy. Kẹo. Merci. Không mua mà người ta cũng cho kẹo nữa. Ina chỉ dạo thôi mà người ta cũng cho kẹo Ina nữa kìa, thấy chưa? Tại người ta thích Ina hả? Sao? Ở đây là Giáng sinh tới là đường phố đèn tùm lum gì đó cả nhà. Mấy cây thông người ta đem tới người ta gắn đó. Na làm kiểu cho chị hai chụp hình. Làm kiểu cho chị hai chụp hình. Hai chị em nó xem gì. Đó, xong rồi đó dạo vòng giáp cái chợ Noel này đó. Thôi bây giờ mình đi lại muối gì ủng hộ cho người ta nè. Mình đi lại muối gì ủng hộ cho anh. Hả? Ina. Hả? Ina, nhìn nhìn. Ina, nhìn kì. Ina được đi chơi lại Ina vui vậy. Chơi lại Ina vui. Ê mẹ nè nè, con muốn nói gì? À muốn nói gì? Không, con nói là mẹ thôi. Rồi nói đi, con nói đi. Mẹ. Ê mẹ đây. Mẹ con muốn đi cái này chứ. Cái thông thiệt á cả nhà, bự nhỏ đủ thứ hết trơn này, họ đem lại đây họ trồng ở đây á, trang trí Giáng sinh. Cái thông mấy cây, một cây bự to ở ngay chính giữa ha, rồi mấy cây nhỏ vòng vòng. Thơm cả nhà. Cái này. Đi nước táo nóng. Tại mình đi lạnh mấy giờ nè. Uống đi nước nóng không cho nó ăn bụng. Rồi vậy như nào muốn ăn kẹo đi lại chị hai muốn kẹo đi. Đi đi. Đi đi lại muốn kẹo đi. Đòi ăn kẹo bông đường nè. 2 đồng. Một cây. Lina. Để nó quay. Gracias.
Đây mua bánh. Ăn ngon không? Rụng răng hết trơn rồi mà thấy kẹo là vẫn mê à. Đây mẹ ship hàng nãy giờ mua cái bánh này nè, bánh khép của Tây. Đi cacao nóng cho chị hai. Ơi mẹ đây. Uống cacao đi. Ăn thử miếng khép nóng nha. Khép là ngon. Khép 2 đồng khác cũng được. Thôi đồng. Thôi à? Tại sao không được ngồi? Tính nó lạnh. Lạnh đứt quê, lạnh đứt. Nên nói mẹ không được ngồi tại lạnh đứt.